Rồi chào các bạn, giờ mình xuống phà của chú tài xế luôn các bạn. XH200 nha các bạn. Giờ chú cho mình coi những cái động cơ của con XH200 nè các bạn. Chú này rất là dữ tính nha các bạn. Giờ mình theo chú đi lên xe. Rồi giờ có bạn comment trong video của mình á, các bạn kêu hỗ trợ vlog gì đó. Khi mình khám phá động cơ con XH200 nè. Bây giờ chú tài xế mở cho mình coi cái động cơ của nó nè. Máy in Isuzu nha các bạn. Nó làm sao ta, nó một cơ. Nó động cơ là gì đó hả? Động cơ máy đó, máy động cơ. Còn cái dàn thủy lực thì mở cửa bển. Thì động cơ là máy. Để nó bơm. Nó máy máy vô. Hả? Nó tới máy máy lận nè. Sao máy? Nè. Đâu cái nào nào là cái bọn chỉ con. Nè. Mới biết. Đó đó. Sao máy? Ừ. Nó xài điện hoàn toàn mà. Nó là sáu máy rồi các bạn, nó xài điện hoàn toàn điện. Chú tài xế nói. Nó xài điện nguyên xe luôn mà. Cả tay lái, cả bơm, cả điện chân luôn. Máy móc rồi nước, cái nước chạy lực rồi nước nó nóng đâu là xài điện hết. Dạ. Vẫn còn xài nước sạch luôn mà. Ủa mở gì không nguy hiểm sao? Cái này bình nước đó mà. Cái gì nó mới búng ra cái gì ta? Hả? Cái nước gì nó búng ra kết nước hả? Không, cái này là cái kết nước, còn cái kết nhớt, kết nhớt á. Kết nhớt như mình không xả cái tay này. Mình không xả cái tay này. Rồi mình mở nó đi xì. Dạ, nó phúng ha. Dạ. Rồi thằng kia nó làm cái đây vậy xe mấy sao mà nó phúng phỏng hết trơn luôn trời. Nó đang chạy là nó nhớt nóng lắm. Rồi nếu mình mở mấy cái này nè mà mình không xả hơi ra là nó xịt ra là vô mình là phỏng luôn. Phỏng lắm. Đó cái máy anh Isuzu các bạn mà bốn máy. Ôi sao máy. Đó. Nó chạy điện không đâu. Điện không à, chạy điện không. Dạ. Nó toàn là điện không, là điện là có nghĩa là nó sao ta, nó qua điện con heo dầu rồi nó xài bét kim rồi nó qua điện giải nhiệt còn bộ hết vậy hả? Nó đi điện bên tay lái luôn, đi điện qua bên chỗ cái bơm này luôn, nói chung là xe xài điện mà. Con XH200 này nó chạy điện hết trơn các bạn, nó qua điện tay lái này kia hết. Cái bơm nó đâu có bơm con đâu, không có bơm con hả? Cái bơm thì lực nó đâu có bơm con. Dạ. Bây giờ cái động cơ của máy này các bạn. Được chưa? Rồi được rồi chú. Coi bơm này, tháo cho coi bơm. Không cho con coi bơm luôn nè. Các bạn thấy chú tài xế này rất là vô tính nha. Ủa bao lâu ông mới về nhà một lần? Lâu lâu có công chuyện mới về. Vậy ha. Chưa đây con nghĩ. Leo không có gì, không có bút con có gì. Nó dàn bơm, dàn bơm thi lực hả? Ừ, thi lực. Dàn bơm thi lực nó nha chú. Rồi các bạn. Ủa xe bánh nó hư luôn rồi chú? Hư rồi, hư mà không có tài nữa, cũng chưa biết sao đấy. Bỏ xe gì đó không ai đi, ngủ dữ chứ. Hai vợ chồng đó đó. Hai ông đó không phải tài nữa hả? Ông đó ông làm hồ. Mướn dữ luôn. Tài nằm ngửa. Chứ có tài gì vậy? Bây giờ mình coi chú này các bạn, tài xế 11 năm trong nghề nha. Ở quê ở Cà Mau nha các bạn. Chú nói vài tháng mới về thăm bà xã một lần, khi nửa năm không chừng nữa, khi nào nhớ bà xã quá trời mới về. Không có chuyện gì về không có thôi, về làm gì, đi mần kiếm tiền mà. Dạ. Chú được mấy đứa con? Ba đứa. Có chồng vợ hết chưa? Chưa, đứa lớn 22 tuổi rồi. Chú gì, chú còn trẻ gì vậy, chú nhiêu tuổi rồi? 45. Bằng anh hai con à? Ừ, bằng anh đi chú vậy. Ủa nhỏ anh hai 49 này. Tuổi sủ. Cái nào là cái nào ra, cái bơm nào là... cái này. Bơm này gì? Cái này là cái bơm thủy lực nè. Này cho thằng xe thôi. Bên kia động cơ nó lôi với thằng thủy lực này thôi. Nó xài điện hết trơn luôn hết chứ. Điện nè, xài điện hết toàn bộ. Nó cái XH200 xài điện hết trơn nha các bạn. Con này mạnh khủng lắm á. Mạnh mà lành lắm. Nhanh. Rồi cảm ơn chú nha.
chứ giờ nghỉ trưa nha các bạn, nghỉ trưa ổng cho chú tài xế cho mình xuống tham quan con xe chút ở trong. Rồi giờ mình lại bồn lái, mình coi cái bồn lái. Bồn lái này hồi trước là nó có cái máy lạnh luôn hay gì nào, phải không chú? Có, bây giờ vẫn còn á. Chắc hư hết rồi á. Vẫn còn máy lạnh à? Vậy yeah. Vẫn ra xài được. Ghế vẫn còn nhúng mà. Đâu? Ồ. Ồ, ghế như massage vậy các bạn. Nhúng lên xuống nó ra máy lạnh hay sao? Nó hơi, không có, nó hơi, còn máy lạnh thì mình mở. Đâu, đâu, nhúng, nhúng rồi. Nhúng rồi. Nhúng. Đó, ghế con GTX 200 nó gắt đá các bạn, nhúng luôn. Nó cái hơi mà ghế nhúng mà. Ồ, đã. Tài xế lái xe này là không biết mệt luôn á. Nói chung là nó, cái này, xe này nó hoàn hảo lắm. Dạ. Yeah. Nó còn nguyên trên xe này, nó ngay chạy cũng được, chạy khối lượng, có ăn cái chạy tháng thì xe này ổn. Ổn cái công mình. Dạ. Yeah. Chú nói xe này là còn êm lắm các bạn. Đủ thứ, không tiện nghi hết. Máy lạnh, ghế còn có lò xo luôn các bạn. Chạy không đau lưng luôn. Nâng ghế đó hả? Nâng thằng tay lái. Nâng lái hả? Ồ. Đó. Nâng tay lái lên nha các bạn. Xe này rất là im. Đó. Ông chú cũng nói lái xe này là không biết mệt luôn đó. Ở XH200 nha các bạn. Đổ mồ hôi chút nó không mệt. Nắng chiếu đổ mồ hôi này, mình coi dàn chân của nó rất là chắc luôn các bạn. Ghê hồn dàn chân không? Xe này quá còn mới mà lúc rồi lấy gì mới chát. Chứ kinh bệnh á. Sao không đậy lại ông mở máy lạnh, hao bình hay sao? Hả, hao bình, hư bình, việc mau hư bình. Ờ. Giờ trong đó ba cái bình trong đó. Tài xế này bảo ổng cái ấy máy lạnh mau hư nha. Mở máy lạnh xuống như khi nào giữ lắm mình cũng mở. Dạ. Vẫn còn bình thường. Chú làm 1 tháng hả? Lương tâm. Dạ. Lương tâm. Lương tháng. Xong rồi chưa lãnh phán là lãnh mẫu và ấy khối lượng quá. Có tính lãnh khối lượng mà nhưng bà nói bây giờ vô viện chợ bà đi. Viện chợ bà cái mà mấy cái đoạn mà lã giả nè. Mình báo tháng 2 tháng vậy đó. Rồi mình mới qua đường mới mình mới tính ra khối lượng mình mới nhận khối lượng được. Dạ. Đó giờ mình tâm sự với chú tài xế nha các bạn. Rồi bây giờ hay lính vô mở mình ôm luôn. Thì lương mình thì nó cố định 13 triệu. Cơm nước lo hết nè, chủ lo. Mình tự tự. Tự hả? Tự đạo 13 triệu mà cả lại mình ôm cái lính của dầu mỡ nữa. Dầu mỡ thì nếu bả mướn người ta thì 5,5 triệu. Mình ôm đó luôn ha. 5,5 triệu mà giờ không có lính mà mình ôm ngang á thì bả tính cho mình á là 4 triệu. 4 triệu. Là trực dư trừ ra 1,5 triệu tiền ăn thằng lính kia. 4 triệu mình tập trung vô tiền mình hàng tháng mình được 17 triệu. Mà bốc kinh này người ta cũng cho. Thì nó ngay á. Cũng có tiền nhâm chủ không? Dạ. Nhâm chủ thì cũng có bồi dưỡng. Nhâm chủ thì không có mà người ta cần đất thì bỏ bồi dưỡng nhiêu trời 100 200 dạ. Ngàn nhâm chủ ngày thì có khi cũng 200 300. Có khi 2-3 ngày không có. Thì 200 300 mình ăn 2-3 ngày cũng được rồi. Dạ cũng được. Dạ. Thì có gì đâu kể. Mình làm đó là tiền còn nguyên, tiền cái lương mình còn nguyên. Mình tính ra tháng còn được 17 triệu. 17 triệu cũng ngon chứ không? 17 triệu, 17 triệu là nguyên á. Còn tiền... Ăn rồi đó hết á, sao ăn xài rồi ha? Đâu có xài đâu, chỉ ăn thôi. Tiền đi về nhà, nhà làm gì làm. Bữa nào kẹt đi nhậu bia hơi một bữa. Không biết nhậu, phải biết nhậu nó chưa biết nhậu à? Con cũng vậy, con đâu biết nhậu đâu. Bây giờ không dám mở máy lạnh, mở quạt đã đợi. Chú mở quạt các bạn, máy lạnh gì không dám mở, nó hao bình của ai. Nó tiện bình lắm. Tiện nghi của nó còn rất là đủ, nó dần nút của nó. Có xe nào mà có màn đâu. Xe này màn luôn nha các bạn. Kiến đầy đủ á, tại chú mở ra cho nó thoáng, không có mở máy lạnh nha các bạn. Kiến là đầy đủ luôn đó. Đó. Kiến đầy đủ luôn đó. Xe này rất liêm. Thôi được rồi chú ơi, vậy được rồi. Cứ coi luôn. Nó các bạn thấy không? Kiến nó còn đầy đủ đó là mà mở máy lạnh lên cái là ấm hiểm luôn á. Dạ. Đó các bạn thấy. Dạ. Dạ, kinh trước nha các bạn.
Đó, đóng vô. Đó, các bạn thấy sao giờ nghỉ trưa nghe, mình tâm sự với chú tài xế chút, chứ mình khám phá cái dàn máy, dàn bơm của nó. Nó xài toàn là điện hết trơn các bạn. Cái gì điện qua điện chú? Cái hả? Nó qua tay lái là điện hết luôn ha. Rồi, nó trợ lực điện hết. Nó trợ lực điện hết luôn các bạn. Tay lái đồ. Bình nào chịu nổi hay trời. Hả? Siêu. Đi nó vừa chạy vừa sạc mà. Ừ. Ghê. Xe này quá ngon. Vừa chạy vừa sạc vô mà đâu có gì đâu. Yeah. Bình thì lúc nào cũng ba cái bình đây. Đó là đó, chú vợ ba bình đó. Phía bên đây là cái gì, lọc cái gió nữa ta? Cái gió nó lọc ra chạy cho nó mát máy. Yeah. Để chạy cũng được nữa mà như để chạy hay khói hay đổ khói. Chữ T cái chia phối cái T, cái mà ba cái cần đó ha. Ừ, chia phối qua dàn tay lái đó. Yeah. Bộ công tắc đó. Đó. Các bạn thấy mấy cái bộ công tắc nha. Chi phối ra mấy tên dàn tay lái các bạn, lên xuống những động tác của nó các bạn, qua những cái dây này nghe các bạn ơi. Xe này rất là mới luôn. Mới nè, đồng hồ nóng còn nè, đồng hồ nóng gió còn nè. Ở cái đồng hồ nóng gió nha các bạn. Cái này là gì ta? Không khói hả? Ừ. Cái này là không khói hả? Này cái bô gió à. À, bô gió. Nó lượt bỏ ra. Chạy ba bình câu gì đó. Đó các bạn thấy chạy câu ba bình luôn á. Đúng của nó có hai bình là tại mình xây cua thôi. Yeah. Ừ. Xài máy lạnh mau hư mau xuống bình không. Yeah. Rồi hai video mình đã kết thúc các bạn, mình lại tiếp tục đi coi chú Múc các bạn. Xe này rất lanh luôn rồi. Rồi. Rồi mình lấy qua cái máy này sao mình lấy ta? Dạ. Yeah.